Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay nhà mình dùng bữa trưa với đậu bắp, món ăn dân dã, dễ làm, dễ ăn và rất đưa cơm. Đậu giòn và ngọt, vẫn xanh khi được xào chín, thơm lừng mùi tỏi phi. Phần nước nhớt được giữ lại bên trong, không bị nổ nhớt nhiều, làm khó ăn và mất thẩm mỹ khi dùng. Nào chúng ta cùng vào bếp để thực hiện món đậu bắp xào tỏi nhé. Phần nguyên liệu gồm có nè, đậu bắp, tỏi, ớt và một tép hành, một ít ngò để trang trí nếu thích. Phần gia vị gồm muối, hạt nêm, dầu hào, đường, bột ngọt và một ít tiêu. Trước khi sơ chế đậu bắp, mình sẽ nói sơ về phần chọn đậu. Khi mua đậu, các bạn chọn những trái đậu non, vẫn còn màu xanh tươi mới nè, không bị dập hay sạm màu. Chọn kỹ thì khi xào đậu sẽ ngọt hơn nhé. Thông thường chúng ta sẽ bẻ ở phần đuôi của trái đậu bắp. Nếu đậu dễ gãy, giòn là đậu còn non, nhưng đừng có bẻ đậu như vậy nữa nhé. Các bạn hãy quan sát bằng mắt và sờ bằng tay cũng dễ nhận biết lắm. Phần thân của trái đậu bắp hơi gồ lên những cái hạt nè, đồng thời màu xanh cũng hơi nhợt đi và lông tơ trên trái đậu bắp cũng ít đi, đó là đậu đã già. Bây giờ mình sẽ ngâm phần đậu bắp này với muối pha loãng, giúp hạn chế dư lượng thuốc trừ sâu nếu có. Ngâm khoảng 10 phút nha. Tiếp theo mình sẽ băm tỏi. Cắt hành và ớt. Quay lại vớt đậu bắp ra, rửa lại một lần nữa cho thật sạch. Trước khi luộc đậu, mình chuẩn bị sẵn một thau nước, cho vào vài viên đá, cho nước lạnh lên là được, không cần nhiều lắm đâu. Bây giờ mình sẽ luộc sơ đậu bắp, cho nước vào nồi nè, nước nhiều một chút để khi luộc đậu phải ngập trong nước. Cho vào một muỗng cà phê muối, chờ cho nước sôi bùng lên mới cho đậu bắp vào nha. Phần đầu và đuôi các bạn giữ lại luộc luôn, khi nào luộc xong mình mới cắt nha. Như vậy phần chất nhờn bên trong không bị đổ ra nước luộc, giữ lại nguyên vẹn chất dinh dưỡng, vì chất dinh dưỡng trong trái đậu bắp chủ yếu nằm trong phần nước nhờn này. Và cách làm chín sơ đậu bằng nước sôi trước khi xào giúp đậu vẫn giữ được màu xanh và đậu giòn hơn nữa đó. Ngược lại nếu xào trực tiếp với dầu, độ nóng của dầu sẽ làm đậu bắp chín sạm, không xanh và không giòn đâu nha. Rồi trộn lên cho đậu chín đều nhé, khoảng 3 phút là được. Đừng để đậu chín mềm quá sẽ mất đi độ giòn nha các bạn. Chín như vậy là được rồi nè. Mình vớt đậu bắp ra và cho ngay vào thau nước lạnh. Sốc nhiệt sẽ giúp đậu bắp giòn và giữ được màu xanh đẹp nữa. Chờ đậu nguội khoảng 3 phút, rồi vớt đậu ra và để cho ráo nước. Bây giờ mình mới cắt đậu nè các bạn. Cắt sơ phần đầu, đuôi, xong rồi cắt ngang hoặc cắt xéo tùy thích. Các bạn có thể để nguyên trái nếu mà trái đậu bắp nhỏ. Mình sẽ phi phần tỏi. Cho dầu vào chảo hơi nhiều một chút để dễ phi tỏi. Cho 2 muỗng canh tỏi băm vào phi với lửa nhỏ. Khi thấy tỏi gần vàng, các bạn tắt bếp. Độ nóng của dầu sẽ giúp tỏi vàng thêm một chút nữa là vừa. Mùi tỏi phi thơm dễ chịu quá. Lược lấy phần tỏi phi, còn phần dầu tỏi này rất thơm, mình để dành sử dụng làm các món khác nha các bạn. Mình dùng lại cái chảo này luôn, cho một muỗng canh dầu tỏi phi hồi nãy á vào chảo, mở lửa vừa thôi nha. Pha hỗn hợp sốt nè, gồm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê dầu hào,
và một muỗng canh nước lọc. Trộn đều lên và cho ngay vào chảo. Mở lửa vừa cho hỗn hợp sôi, tan đều. Xong rồi các bạn nhanh tay cho hết lượng đậu bắp đã sơ chế vào và xóc lên cho đều. Cho một nửa tỏi phi vào, đảo trong khoảng 2-3 phút. Khi thấy đậu ngấm đều gia vị, các bạn tắt bếp. Rắc tiêu cho thơm. Nhìn hấp dẫn không nè? Mùi thơm nghe đói bụng quá các bạn ơi. Cho phần tỏi phi còn lại lên mặt. Thêm vài lát ớt. Bây giờ mình dùng cơm thôi, mời các bạn. Đậu giòn và ngọt, cảm giác rất mát miệng. Vị vừa ăn và thơm lừng mùi tỏi phi bám đều xung quanh trái đậu bắp. Ít nhớt nè, đẹp mắt với màu xanh khi được xào chín. Để lâu vẫn xanh nha. Cách xào đơn giản, không ngán, kích thích vị giác và rất đưa cơm. Ngoài xào tỏi, các bạn có thể xào đậu bắp với thịt nè, tôm hoặc nấm tùy thích nhé. Chúc các bạn vui và thành công. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.